Thầy giáo xin chào tất cả các em học sinh. Bài học này chúng ta sẽ đi vào tiết 21, gồm hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó là cầu lông. Chúng ta sẽ ôn kỹ thuật đánh cầu cao trái tay, kỹ thuật đập cầu, kỹ thuật phát cầu trái tay thấp gần. Về nội dung bóng chuyền, chúng ta sẽ ôn kỹ thuật chuyền bước 2 và kỹ thuật nhảy chắn bóng. Sau đây chúng ta sẽ đi cụ thể vào nội dung của bài học. 1 là mã mục tiêu của bài học. Thứ nhất đó là kiến thức. Các em được củng cố và hoàn thiện kỹ thuật đánh cầu cao trái tay, kỹ thuật đập cầu và kỹ thuật phát cầu trái tay thấp gần. Các em tiếp tục được củng cố và hoàn thiện kỹ thuật chuyền bước 2 và chắn bóng. Về năng lực thì học sinh thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật đánh cầu cao trái tay, đập cầu và phát cầu. Học sinh thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật chuyền bước 2 và kỹ thuật nhảy chắn bóng. Tích cực, chủ động tự học luyện tập tại nhà. Về phẩm chất thì chăm chỉ tự giác rèn luyện bài tập bổ trợ để nâng cao sức khỏe tại nhà, trung thực tự tin vượt khó hoàn thành bài tập tại nhà. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần nội dung của bài học. Một nhỏ nằm mở đầu. Sau đây xin mời các em cùng với giáo viên, chúng ta sẽ đi vào khởi động cùng với bài khởi động 6 động tác xoay các khớp. Sau đây cô cùng các em sẽ tập bài thể dục khởi động. Bài thể dục khởi động của chúng ta gồm có 6 động tác. Thứ nhất là động tác xoay ngực. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển. Động tác vận mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển. Động tác lườn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển. Động tác bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển. Động tác chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển. Động tác toàn thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Chúng ta sẽ đi vào xoay các khớp. Thứ nhất là khớp của tay của chân. Chúng ta sẽ xoay khớp chân trái trước, kết hợp giữa cổ chân và cổ tay. Ngược lại, cổi chân, ngược lại, rồi khớp khuỷu tay, ngược lại, khớp bả vai. Chống gối, xoay khớp gối. Ngược lại. Ngược lại.
chằng, ép dây chằng dọc, chân trái bước lên trên, chân phải ở sau thẳng căng ra. Chúng ta nhớ là ép cho căng cái chân sau ra nhá. Đổi chân. Rồi. Ép dây chằng ngang. Chân trái bước sang ngang. Chân về. Đổi chân. Hai nhiều nội dung về cầu lông. Ở nội dung cầu lông này, chúng ta sẽ đi vào ôn tập thứ nhất, đó là kỹ thuật đánh cầu cao trái tay. Thì xin mời các em chúng ta cùng xem giáo viên hướng dẫn chúng ta ôn tập lại cái kỹ thuật đánh cầu cao trái tay. Từ tư thế chuẩn bị, khi thấy đối phương đánh cầu cao sang bên trái ở phía sau vị trí chuẩn bị, thì chân trái mở sang trái để làm chủ, chân phải bước vòng bên trước sang trái ra sau, đồng thời quay người 180 độ, lưng hướng về phía lưới, tay phải cầm vợt đưa từ trước sang trái ra sau lên cao. Sau đó nhanh chóng giật mạnh cổ tay để kéo cẳng tay theo hướng đánh cầu, khi tiếp xúc cầu lật ngửa cổ tay để tăng lực đánh cầu. Nội dung ôn tập thứ hai của cầu lông là chúng ta sẽ ôn tập kỹ thuật đập cầu. Xin mời các em chúng ta cùng xem giáo viên hướng dẫn chúng ta ôn tập lại cái kỹ thuật đập cầu. Nội dung thứ ba trong phần ôn tập cầu lông thì chúng ta sẽ ôn lại cái kỹ thuật phát cầu trái tay thật gần. Tư thế chuẩn bị, đứng chân trước chân sau gần đường trung tâm, mặt hướng lưới, trọng tâm dồn vào chân trước, tay phải cầm vợt, mặt vợt ở dưới cạnh bên trái của cơ thể, tay trái cầm vào cánh của cầu. Về động tác, thân cầu đối diện thẳng với mặt trước của vợt. Khi đánh cầu, cẳng tay kéo theo cổ tay cắt đẩy ngang ra trước, làm cho đường bay vòng phục của cầu cao hơn mép lưới và rơi vào khu vực gần đường phát cầu gần. Về ba nhỏ, chúng ta sẽ chuyển sang cái nội dung là bóng chuyền. Ở cái nội dung bóng chuyền này, chúng ta cũng sẽ ôn tập lại kỹ thuật chuyền bước 2. Xin mời các em chúng ta cùng xem giáo viên hướng dẫn chúng ta ôn tập lại cái kỹ thuật chuyền bước 2.
Kỹ thuật truyền bước 2 là động tác tổ chức tấn công được thực hiện chủ yếu bằng kỹ thuật truyền bóng hoặc đệm bóng từ đường bóng bước 1 cho vận động viên hàng tấn công thực hiện động tác đưa bóng sang sân đối phương. Vị trí của người truyền bước 2 trong đội hình chiến thuật đơn giản số 6 tiến và số 6 lùi. Số 3 là vị trí của người truyền bước 2, vị trí trung tâm của hàng tấn công. Đường bóng và điểm rơi của bóng trong truyền bước 2. Đối với người mới học môn bóng truyền, kỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà tại vị trí số 4 hoặc số 2 là kỹ thuật cơ bản nhất và dễ tập nhất. Vì vậy, đường bóng và điểm rơi của bóng trong truyền bóng bước 2 được truyền hoặc đệm lên từ vị trí số 3 phải đạt các yêu cầu sau. Đường bóng có độ cao từ 2m đến 2,5m so với mép trên của lưới. Đường bóng đi trong không trung theo đường parabol và đường bóng rơi xuống có độ dốc lớn hơn. Đường bóng truyền bước 2 thường nằm trong mặt phẳng song song với lưới, cách mặt phẳng của lưới 30 đến 50cm. Nội dung ôn tập thứ hai của bóng chuyền là chúng ta sẽ ôn lại kỹ thuật nhảy chắn bóng. Thì xin mời các em chúng ta cùng xem giáo viên hướng dẫn chúng ta để ôn tập lại cái kỹ thuật nhảy chắn bóng. Về tư thế chuẩn bị, người chắn bóng đứng cách đường giữa sân 20-30cm, hai chân rộng bằng vai, gối hơi khuỵu, hai cẳng tay co, các ngón tay duỗi tự nhiên và xòe đều, mắt quan sát hoạt động của đối thủ tập bóng bên đối phương để từ đó xác định vị trí và thời điểm bật nhảy cho phù hợp. Về bật nhảy, để thực hiện bật nhảy, người chắn bóng hạ thấp trọng tâm, hai tay vung sang ngang ra sau, xuống dưới theo hình mái chèo. Thời điểm bật nhảy chắn bóng tốt nhất là khi người đập hoàn thành vung tay và chuẩn bị đánh bóng. Nếu đối phương đập nhanh, đường bóng truyền hai thấp, thì người chắn phải bật nhảy gần như cùng lúc với người đập. Về chắn bóng, khi chắn bóng, hai bàn tay vươn cao, hơi úp chếch sang sân đối phương. Các ngón tay xòe đều, bàn tay và các ngón tay ở trạng thái lên cân. Khoảng cách giữa hai bàn tay nhỏ hơn đường kính của bóng. Khi hai bàn tay chạm bóng thì hóp bụng, chân hơi lăn về trước để tạo ra lực cho tay đẩy bóng bật lại sân đối phương. Về tiếp đất, chắn bóng xong, hai tay thu nhanh về bên thân, hai chân tiếp đất theo trình tự từ hai nửa trước bàn chân chạm đất rồi cả bàn chân chạm đất. Tiếp theo phần ba la mã, chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập. Thì ở cái phần luyện tập này, chúng ta sẽ có hai cái nội dung để luyện tập. Đó là chúng ta thứ nhất là luyện tập về phần cầu lông. Thì ở phần cầu lông này, chúng ta sẽ đi vào bài tập thứ nhất là chúng ta sẽ luyện tập kỹ thuật đánh cầu cao trái tay. Thì xin mời các em chúng ta cùng xem
giáo viên sẽ hướng dẫn chúng ta tập luyện. Bài tập 2 thì chúng ta sẽ luyện tập kỹ thuật đập cầu. Nội dung luyện tập thứ hai là chúng ta sẽ luyện tập về phần bóng chuyền. Ở nội dung này thì chúng ta sẽ đi vào bài tập thứ nhất, đó là ôn luyện kỹ thuật đệm bóng theo nhóm. Bài tập thứ hai là chúng ta sẽ ôn luyện kỹ thuật nhảy chắn bóng. Xin mời các em chúng ta cùng xem giáo viên hướng dẫn chúng ta tập luyện.